Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết đồng vụ ngày 3 tháng 8. Thưa quý vị và bà con, sau khi đi vào đất liền phía Nam Trung Quốc, bão số 2 đã suy yếu và gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ, với vùng tâm mưa là các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc và Việt Bắc. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, độ ẩm không khí cao và những cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Vùng mưa chính là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Sẽ có những điểm xuất hiện mưa với lượng lớn, bà con cần cảnh giác cao với lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Vào ban ngày thì trời phổ biến nhiều mây và nhiệt độ chỉ dao động từ 29 đến 32 độ, tiết trời mát mẻ. Thưa quý vị và bà con, từ năm 2012 đến nay, nghề nuôi cá lồng trên sông Thái Bình, sông Đuống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có sự phát triển nhanh chóng, góp phần tạo nghề nuôi mới. Mặc dù vậy thì đây cũng là nghề chứa đựng nhiều rủi ro bởi ảnh hưởng của thời tiết, môi trường và đòi hỏi người nuôi phải hết sức thận trọng, nhất là khi mùa mưa bão đã đến. Do tình hình mưa bão phức tạp, để đảm bảo an toàn cho diện tích nuôi cá, bà con nông dân nên lưu ý mua thêm dây chão, mỏ neo để gia cố các lồng và giằng lại các thành ngăn nuôi cá. Khi nước dâng cao, rác từ thượng nguồn đổ về khá nhiều, mắc vào các lồng cá, bà con phải thường xuyên dọn vớt để tránh gây dịch bệnh tới đàn cá. Nhằm tạo sự an toàn và phát triển lâu dài cho nghề nuôi cá lồng, các hộ dân cần lắp đặt hệ thống lồng nuôi có khung bằng sắt không gỉ, phao nâng bằng thùng phi nhựa. Các lồng cá được neo cẩn thận với cọc cố định trên bờ. Khi mà có diễn biến xấu về thời tiết thì có thể di chuyển đến vị trí gần bờ, tránh bị trôi khi nước chảy xiết. Khi đặt lồng nuôi thì phải bảo đảm các điều kiện về quy định an toàn về giao thông đường thủy nội địa, có phao tiêu, biển báo, các công trình phụ trợ xây dựng trong hành lang bảo vệ đê phải được hạt quản lý đê xem xét đồng ý trước khi xây dựng. Các hộ nuôi cần tích cực chăm sóc, thả nuôi đúng mật độ, giãn thưa khoảng cách bố trí các cụm lồng, hạn chế sử dụng thức ăn tươi sống, định kỳ phòng bệnh giúp cho cá sinh trưởng phát triển tốt, tranh thủ thu hoạch khi mà cá đủ kích cỡ để hạn chế tối đa rủi ro và tăng vụ nuôi mỗi năm. Xin được quay trở lại với những thông tin thời tiết. Trong ngày mai, các tỉnh khu vực Trung Bộ thời tiết khô ráo và có nắng vào ban ngày. Mưa chỉ xuất hiện vào chiều tối tập trung tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhiệt độ toàn miền dao động từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và sẽ là 32 đến 35 độ cho các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, trong đó thì tại Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang sẽ có những điểm xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Ban ngày thì trời có những khoảng tạnh ráo cùng với nền nhiệt từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và sẽ dao động từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị và bà con, hiện nay 57.185 hecta lúa hè thu trong tỉnh Bạc Liêu đang bị sâu bệnh phá hại trên diện rộng, trong đó thì dày nâu đang trong thời điểm nở rộ. Nguyên nhân của đợt sâu bệnh trên diện rộng được đánh giá là do diễn biến thời tiết bất lợi, mưa kéo dài kèm theo nắng nóng. Trước tình hình đó, bà con nên tập trung phun thuốc trừ dày theo khuyến cáo của cán bộ nông nghiệp, đồng thời thì có các phương án ứng phó thích hợp trước những diễn biến thời tiết bất lợi. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to và dông. Cần đề phòng có khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 22 đến 25 độ, cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa tập trung vào thời điểm đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, cấp 3 với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, cao nhất dao động từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Lưu xuống các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông với mức nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 30 đến 33 độ. Bản tin thời tiết đồng vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.